Chào mừng các em đã quay lại với buổi giải đề thi SAT Practice 4 Language and Writing Part 2. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài tiếp theo để mà trả lời câu hỏi 23 tới 33. You want what you say. Một cái bài đọc liên quan đến ngôn ngữ. Ok. Rồi, chúng ta nhìn vào câu 23. The writer wants to convey an attitude of genuine interest and to avoid the appearance of mockery. Which choice best accomplishes this goal? Tức là mình sẽ chọn một cái tính từ nào cho nó thể hiện cái thái độ đúng mực, chân thành nhất, không có cái ý đả kích. Đó. Thì chúng ta xem nè. Research on regional variations in English language use has not only yielded answer to such life-altering questions as how people in different parts of the United States refer to. Rồi, một câu hỏi thể hiện cái điều gì? Life altering là thay đổi cuộc sống. Đó. Có cái tính từ galvanizing mang tính chất kích động, intriguing là mang tính chất là lý thú, và weird là kỳ cục. Thì cái tính từ nào dùng nó có vẻ nó hợp lý nhất nè? Là câu C đúng không? Câu hỏi lý thú. Rồi câu số 24. Sẽ lựa chọn cái cách nào để chúng ta liên kết thông tin lại. Dùng and hay là but, hay là dùng một cái dạng rút gọn của động từ. Ta xem nè. To refer to carbonated beverages, it also illustrates how technology can change the very nature of research. Đó là câu hỏi những người sống ở những cái vùng khác nhau ở nước Mỹ nhắc đến cái món đồ uống có ga, đó, soda pop hay không, như thế nào? Câu hỏi số 2 là đây có cái chuyện, cái vấn đề thứ hai á, ngoài cái việc mà trả lời câu hỏi đó, đó là cái cho thấy, chung cho chúng ta thấy là công nghệ nó có thể thay đổi cái cách mà chúng ta làm nghiên cứu như thế nào. Okay. Thì để như vậy có ổn không? Không ổn nha. Vì sao không ổn? Vì trên đây có nó only. Em nhớ của chúng nó only không? Đã nó only thì cái mệnh đề phía sau phải là gì mấy em? But also. Đúng không nào? C là đúng nhất. Ok. Rồi câu 25. Which choice most effectively sets up the contrast in the sentence and is consistent with the information in the rest of the passage? Tức là cái lựa chọn nào thì nó sẽ tạo tiền đề cho cái thông tin của phần còn lại của bài đọc. Thì chúng ta xem nhé, có hành lập. While traditional human-intensive data collection has long but disappeared in language studies, the explosion of social media has opened new avenues for investigation.
Đại ý là cái cách thu dữ liệu truyền thống tốn nhiều công sức. Thì như cái phần ngôn ngữ được đặt dưới ở đây nè, nó không hề biến mất trong nghiên cứu. Đó. Còn phía sau cái phải, mệnh đề tiếp theo nó là cái việc mà bùng nổ của cái những cái trang mạng xã hội thì nó lại mở ra những cách thức khác để người ta tiến hành nghiên cứu. Thế thì mình để 25 giờ có ổn không? Chúng ta xem những lựa chọn xem. Lựa chọn A là giữ nguyên. B nè, still has an important place. Vẫn có một vai trò quan trọng. Chúng ta thấy nó có kết nối không? Okay. Nó có sự kết nối đúng không? Mình có cái chữ why đây nè. Đó, trong lúc mà đó, thì thường hai cái vấn đề nó sẽ mang cái tính chất nó hơi đối lập với nhau. Đó. Ở trên này, ở phía đây nó nói là sự bùng nổ của mạng xã hội, thì phía trên nó cũng có một cái ý đối ứng với như vậy. Ta xem chỉ có câu A và câu B là nó thể hiện cái ý là cái việc mà dùng cách thức cũ là nó vẫn còn cái tầm quan trọng. Còn câu C và câu D ấy, thì cái ý của nó là nó cái tầm quan trọng của việc nghiên cứu theo cách truyền thống nó không còn nữa, thì nó không có phù hợp với cái cách người ta viết câu A. Đã why rồi, đưa ra hai cái mà nó cân bằng với nhau đúng không? Thì mình chọn A hay B đây. Nếu mà suy nghĩ với A và B á, chúng ta sẽ nghiêng về lựa chọn B nhiều hơn. Tại sao? Tại vì nó có cái chữ still, nó sẽ liên kết tốt hơn. Liên kết tốt hơn trong lúc mà cái cách mà thu dữ liệu theo kiểu thủ công đó, nó vẫn còn quan trọng đó, phải một cái sự bùng nổ thông tin trên mạng thì nó cho cách lượng nghiên cứu mới đó, có chữ still vô các bạn nó sẽ gắn kết tốt hơn là mình không có cái chữ đó, mình để thế này rồi mình ghi cái bài thứ hai này thì thấy nó không có gắn kết gì cả, có đúng không? Mình xem câu tiếp theo của 26 nhé. Rồi, một cái cách để mà chúng lại hỏi về cách chúng ta kết nối những cái mệnh đề khác nhau lại với nhau. Chúng ta xem câu 26 xem. The way did not dampen enthusiasm among scholars. Scholars consider the work a signal achievement in linguistics. Để như vậy có được không ha? Mình thấy là nó để nguyên cái này thì nó hơi dở. Đây là scholars, ở dưới là scholars thì nó hơi dở. Mình cứ biến cách khác để mình gắn kết mà. Mình nhìn thấy là lựa chọn B và C đều bị trùng lặp với chữ scholar như vậy, chỉ có lựa chọn D á thì người ta dùng cái đại từ quan hệ để mình cho nó bớt bị lặp từ thì nó hay hơn. Cái này mình sẽ chọn D. Rồi có 27. To improve the cohesion of flow in this paragraph, the writer wants to add the following sentence. Tức là để mà tăng cái sự gắn kết cho cái đoạn văn đó, thì tác giả muốn thêm vào cái câu sau đây. Data gathering
proved to be the quick part of the project. Tức là cái phần mà đi thu dữ liệu á, thì tức là cái phần người ta làm xong nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian, đẩy như vậy là cái phần, cái giai đoạn không tốn nhiều thời gian. Rồi, chúng ta sẽ để vào vị trí nào? Sau câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Thế thì chúng ta sẽ phải đọc qua hết những câu này, chúng ta coi coi cái chỗ mà cái ý là đi thu dữ liệu không tốn nhiều thời gian để đọc lần đi nhé. Câu 1 nè, câu 1 và câu 2 thì người ta nói đến cái người ta giới thiệu cái một cái quyển từ điển gọi là Dictionary of American Regional English đó, và cái quá trình xây dựng cái từ điển nó rất là khó nhọc. Rồi nó chưa có liên quan gì tới cái phần dữ liệu cả. Ở đây mình đặt cái câu số 2 thì nó không hợp lý, đúng không? Mình đọc tiếp câu số 3 nè. 6 năm, số nào vào đây? Từ năm 95 hay từ năm 1965 tới 1970 thì những cái sinh viên sau đại học đã tiến hành những cái nghiên cứu ở hàng ngàn cộng đồng trải dài khắp quốc gia. Rồi, thế mình có thể để trước câu 3 được không? Sau câu 2 trước câu 3 được không? Cũng là một lựa chọn nha. Chúng ta tập tiếp. Their goal was to determine what names people use for such everyday objects. À, tức là ta tiến hành nghiên cứu lấy dữ liệu để ta coi cái cách mà người bình thường đặt tên cho những cái món đồ như là cái dạng bánh mì sandwich hình hình tàu ngầm. À, thì nó có nhiều cách. Còn như là New York gọi là hero, ở Minnesota ta gọi là tác quốc chẳng hạn. Và cơn mưa này, cơn mưa nặng hạt ấy, thì mình có vùng gọi là Cali Water, có vùng gọi là Hoa Đao, có vùng gọi là Storm Mover. Nhưng mà tức là hôm nay không nói gì được cái việc lấy dữ liệu cả, thế là mình sẽ không có nghĩ là mình để cái phần gì nhận xét về cái khoảng thời gian lấy dữ liệu ở đây. Câu 5. The word that dictionary founder Frederick G. Cassidy had expected to finish by 1976 was not in fact completed in his lifetime. À, tức là cái khối lượng công việc mà cái người tạo ra cái từ điển đó tên là Frederick Cassidy kỳ vọng là sẽ hoàn tất trước năm 1976 thì thật ra là không làm kịp trước khi mà ông ta qua đời. Thế thì ở đây nó cũng có nói đến thời gian 1976, tức là chưa làm xong thì qua đời. Đó, hồi nãy chúng ta có một cái dấu chấm là mình sẽ bỏ cái đoạn nói về nghiên cứu dài ngắn ở sau câu 3. Sau câu 2 chứ, sau câu 2 ở đây nha. Các bạn này. Hay là bây giờ mình đã có lựa chọn là sau câu số 4. Đó, để mà cuối cùng mình đi lên cái câu chuyện là ông ta chưa hoàn thành xong cái công tác nghiên cứu thì ông ta đã qua đời. Mấy em thấy thế nào? Thì theo cái logic, từ cái mặt văn á, thì chúng ta nên để ở sau câu số 4 khi mà chúng ta đã nói tới cái quá trình, hết cái quá trình nghiên cứu, thu nhận dữ liệu
giống như là đi phỏng vấn, cái cách mà người ta gọi ổ bánh mì, cái cách mà người ta gọi cơm mưa lớn đó, trình bày hết những cái lý lẽ đó xong mình chốt bạn câu, là cái quá trình đó thì nó ngắn và chúng ta chuyển sang một cái ý khác, đó chính là cái cả cuộc nghiên cứu thì nó lại rất dài kiểu như vậy đó. Thì mình để vị trí trước câu 5 là hợp lý hơn. Nếu mà mình để vị trí hồi nãy sau câu số 2 thì cái bạn nó sẽ trở nên lủng củng, được chưa? Là mình sẽ chọn đáp án là câu C, đặt sau câu số 4. Rồi, tới câu số 28. Lại là chia thị. Chia thị chúng ta xem nhé. Not all research into regional English variety requires such effort, time and resources. Không phải nghiên cứu nào cũng đòi hỏi nhiều cái nỗ lực, thời gian và tài nguyên như vậy. Thì đây là một cái nói về một cái thực trạng, một thực tế nè. Mình dùng thì nào? Mình sẽ dùng hiện tại đơn thôi, đúng không? Thành ra là mình không cần đổi gì cả, giữ nguyên. Lại là một câu hỏi về chấm phẩy, các dấu câu. Rồi, chúng ta đọc nha. Today's researchers have found that the veritable army of trained volunteers traveling the country, conducting face-to-face interviews, and sometimes be replaced by another army. The vast array of individuals volunteering details about their life. Em thấy là trong cái trường hợp này mình nói rồi, có đồng vị ngữ. Đồng vị ngữ. Vị ngữ của mình là another army. Vị ngữ thứ hai là the vast array of individual volunteering, cho đến cái chữ life này. Đó. Thì đồng vị ngữ đó, có hai cách để mà chúng ta viết nó ra. Thứ nhất là chúng ta gói nó trong hai dấu phẩy, được chưa? Ở đây chúng ta không có dấu phẩy. Dùng dấu gạch nối, nhưng mà đằng tâm cũng không có lựa chọn gạch nối đây, thì nó phải nghĩ một cách khác, một cách khác thôi. Chúng ta coi chúng ta còn lựa chọn nào đây. Chúng ta không có dùng dấu phẩy được, nó cũng không cho chúng ta gạch nối, mà chúng ta có dấu hai chấm. OK, thế thì chúng ta cũng là một cách để mà dùng đồng vị ngữ, dấu hai chấm, được thay thế bởi một cái đội quân. Đội quân nào? Đội quân những cái người tình nguyện chia sẻ thông tin về cuộc sống của họ, được không? Câu 29 chúng ta sẽ chọn câu D. Sang câu 30 nhé. Mình thấy là khác nhau. Những cái sự khác nhau trong lựa chọn nó nằm ở cái gì? Nằm ở cái chữ side. Nó sang nó nghĩ khác nhau. Nó hỏi về, tóm lại câu này hỏi về cái cách chọn từ thôi. Câu 30 cái văn cảnh gì thế nào nhé. University, for example, has employed software
to sort through postings on social media sites in search of particular words and phrases of interest. Rồi nếu mà cái này mình thấy ngay là những cái trang mạng xã hội mình dùng chữ site thì có được không? Được không? Trang mạng xã hội mình dùng chữ gì? Site trong câu B, đúng không nè? Ok. Rồi, sang câu 31, ta hỏi gì đây? The writer wants the information in the passage to correspond as closely as possible with the information in the map. Tức là tác giả muốn thông tin trong bài đọc nó phải là nó gần nhất với cái thông tin trong bản đồ. Given the goal and assuming the rest of the previous sentence would remain unchanged, in which sequence should the three terms of soft drinks be discussed? Thì nếu mà muốn giữ cái tiêu chí đó thì chúng ta sẽ có cái cách, có cái trình tự nào chúng ta nhắc đến ba cái loại đồ uống, tên ba cái tên khác nhau để diễn tả các loại đồ uống có gà. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống cái hình đây. Đây là cái hình mà cho thấy những khu vực nào sẽ dùng cái cách diễn đạt nào để mà nhắc đến thức uống có gà. Nó có hot, cold và soda đều là nhắc đến thức uống có gà, nhưng mà mỗi dùng sẽ có một cái cách yêu thích để mà họ dùng cái từ vựng khác nhau. Thì chúng ta thấy là nếu mà muốn viết sao cho nó phù hợp nhất với cái bản đồ thì chúng ta sẽ đi theo cái phép chú thích ở đây nè, là hot trước đúng không, rồi cold sau và soda cuối cùng. Nếu mà biết lý do tiêu sao đó, thì mình có thể mình thấy là giống như là có vẻ như là tính theo cái sự phổ biến vậy. Cái chữ pop nó dùng ở nhiều khu vực nhất, rồi khốt ở cái độ phổ biến đứng thứ nhì đó, và soda là đứng cuối cùng, kiểu như vậy đó. Thì nếu mà muốn cho nó thật giống với thông tin trong bản đồ thì thứ tự đề cập nó phải là pop, khốt rồi tới soda, đúng không? Thì mình chọn lựa chọn nào mấy em? Chọn C nhé. Pop, Coke, Soda. Rồi, sang câu số 32. Viết lại sao cho nó hợp lý nhất. Cho xem nhé. As interesting as Ruth's findings are, though, their true value lies in their reminder that the internet is not merely a sophisticated tool for collecting data, but also itself a rich source of data. Viết lại có được không? Chúng ta để ý nè. Mình có hai danh từ đây. Thứ nhất, value. Còn thứ hai, reminder. Chúng ta sẽ cần gì? Chúng ta sẽ cần hai cái tính từ sở hữu đó, để mà đứng trước cái hai cái danh từ này, đúng không? Mình không ở đây mình có thể sở hữu theo reminder, đúng rồi nè. Thì ở đây cái day of true rồi lại tiếp có đây nè, câu có nhiều động từ thành câu gãy rồi. Chỗ này mình sẽ biến thành một tính từ sở hữu để mà trong cái câu này nó chỉ có một động từ like mà thôi, được không? Thì mình chọn lựa chọn nào nhé em? Lựa chọn B, đúng không? Đó, hai tính từ sở hữu là their true value và dưới là their gì đó nữa nha. Rồi sang câu số 33. Which choice most effectively concludes the sentence and paragraph
cái lựa chọn nào thì nó sẽ kết thúc cái bài văn, cái đoạn văn hợp lý nhất. Thế là mình chọn câu cuối cùng vậy đó. Cho xem qua nhé. Rồi, tức là cái nội dung là cái Internet ngoài nó là một cái công cụ giúp ích cho việc thu dữ liệu, bản thân nó cũng là một nguồn dữ liệu, được không? Em nhớ lại là cái đoạn này ấy, nó nói đến là một cái cách để mà đi lấy dữ liệu đó là chúng ta đi hỏi, chúng ta đi điều tra những cái cách mà người ta dùng ngôn ngữ ở trên mạng, mà các loại người ta đi vào những cái trang social media, ta coi cách họ đăng bài thế nào đó, thì nó sẽ rất là phù hợp với cái ý là ngoài nó là công cụ để chúng ta tiếp xúc, đúng không, và thu dữ liệu, nó còn là bản thân Internet, nó còn là cái nguồn dữ liệu của chúng ta nghiên cứu nữa. Nó khá phù hợp với lại cái gọi là cái local theme đó. Cái ý chung của các bạn cuối này. Rồi, rồi chúng ta xem coi. Ngoài cái việc để những diễn viên này nè, ta có lựa chọn nào khác hãy diễn như vậy không? We can learn what terms you will use to refer to subjects. Đây là một cái ý nhỏ thôi. Ký nhỏ trong cái minh họa về cái việc sử dụng ngôn ngữ để nhắc đến suffering thôi. Okay. Thành ra nếu mình viết nhưng câu này thì nó không có đủ cái độ bao quát để mà làm cái câu kết cho các bạn. Seen a useful way to stay connected to friends, family, colleagues. Nó lạc ngoài rồi. Nhưng mà đã nói đến ý liên lạc với bạn bè. Nó đã nói đến cái gọi là nguồn dữ liệu để làm nghiên cứu. Helpful to researchers, thì cái ý này quá chung chung, hữu ích với các nhà nghiên cứu, hữu ích theo phương diện nào? Đó. Với phương diện là bản thân nó cũng là một cái mỏ thông tin để chúng ta khai thác. Con đi nó đúng nhưng mà nó quá chung chung, chúng ta sẽ chọn là diễn viên. Đó là xong. Bài đọc về nghiên cứu ngôn ngữ mà dùng đến dữ liệu trên mạng xã hội. Chúng ta sẽ vào cái bài đọc cuối cùng để mà trả lời câu hỏi từ số 33, từ 34 tới 44. Chúng ta thấy nè, bài đọc cuối cùng nó nói đến cái việc cái nghề làm game, nghề thiết kế game. Rồi, một cái chủ đề khá là thú vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Nhưng mà câu số 34 thấy đây là chúng ta được hỏi về sự tương hợp giữa chủ ngữ và động từ rồi. Chúng ta sẽ xem coi ở cái ngữ cảnh câu số 34 thì mình sẽ dùng thì gì và mình chia số nhiều. There were a number of steps you can take to determine whether game design is the right field for you. Đó là nói một vài bước chúng ta cần phải quan tâm để mà xác định xem là nghề thiết kế game có phải là phù hợp với chúng ta không. Thì đây là một cái, nó là mình nói mình từ đầu giờ đến giờ rồi, đó là một cái gọi là gì ta, nhận xét, đó, một cái câu chúng ta nói về thực tế. Thì mình
nhân từ gì mấy em? Mình sẽ dùng từ hiện tại đơn, đúng không? Và ở đây mình nói nhiều bước khác nhau. Nếu mình nhiều bước thì sẽ là số nhiều. Mình chỉ có lựa chọn đeo vào cái nhất. Ok, thô xin nhé mấy em. Tại câu 35 thì cái này gần như là hỏi về cái dấu câu, đúng không? Chúng ta để thế nào, dấu hai chấm hay là dấu gạch nối hay là dấu chấm phẩy thế này. Chúng ta cùng xem cái vị trí câu số 35 nhé. The designer envisions the game's fundamental elements, settings, characters, and plots that make each game unique, and is thus a primary creative force behind a video game. À, các nhà làm game mà sẽ nhìn ra, cố gắng là phát thảo ra những cái yếu tố nền tảng của một cái game, như là bối cảnh, nhân vật, tình tiết, để mà tự nó tạo ra cái sự độc đáo. Đó. Thì chúng ta sẽ biết như thế nào. Chúng ta có thể để nguyên như vậy không? Những cái yếu tố nền tảng như là bối cảnh, nhân vật và tình tiết. Thì anh để như vậy á, thì mình thấy là cái mệnh đề quan hệ chữ tác này là that make this game unique, nó không có còn nằm trong cái mệnh kia này nữa, đúng không? Nó không còn nằm trong cấu trúc song song như vậy nữa, thì nó sẽ tìm một cách khác, rồi chúng ta xem ra. Loss that make this game unique. Được không? Hay là câu C, mình sử dụng hai cái dấu gạch nối để chúng ta đánh dấu là những cái phần làm cho cấu trúc song song thế này, hay là mình dùng dấu chấm phẩy như thế này. Rồi, mình sẽ không dùng cái chấm phẩy thế này nha, tại vì mình dùng cái này thì nó không phải là một cách đến thời kê rồi. Đó. Chúng ta không dùng như câu B, tại vì ở đây mà có dấu gạch nối phía trước nó cũng phải là một dấu gạch nối. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy nó phải là câu gì mấy em? Nó là câu C mới đúng. Sang câu tiếp theo nhé, câu số 36. Hỏi về dấu chấm câu nữa. Là xem, conceptualizing a game is not is only the beginning of the video game's designer's job. However, no matter how good a concept is, it will never be translated into a video game unless it is communicated effectively to all the other members of the video game development team.
chúng ta phải rất cẩn thận và nhìn cái chữ however này. Nó liên kết giữa cái gì với cái gì? Có phải là câu trước và câu sau không? Phải rất cẩn thận nha. Chữ however này nè, không phải là nói, bạn thấy to là không phải là nói cái câu này và câu này lại đâu, mà nó nói giữa câu trên này nè, câu này nè với câu dưới này, ok. Tức là mình có quyền lựa chọn, mình viết cái chữ however ở phía cuối câu, đó là một cái cách lựa chọn của mình, được không? Còn cái chữ, cái chỗ don't matter how nè, nó là một cái ý khác nữa, nó không có được liên kết bằng cái chữ however này, được không? Mình phải hiểu được ý nghĩa của cái vai trò của các câu văn đó. Đó, câu số 35 với 36 là hai câu tương phản về ý nghĩa với nhau, nói lại bằng chữ however. Và cái câu tiếp theo này nó là một cái ý nói thêm, một cái ý diễn giải thêm cho cái câu ý đã được nói đến trong cái câu thức được sentence ở đây nè. Đó, thành ra là mình không phải như vậy được, phải như vậy mà mình đã hiểu sai vấn đề. Mình sẽ phải thế nào em? Mình sẽ phải chẳng ở đây luôn, chẳng ở vị trí này để cho ta biết hai câu này nó khác nhau, nó tách bạch về ý nghĩa, được chưa? Thành ra câu số 36 mình sẽ chọn câu nào nha? Về rồi, câu 37. At this point, the writer is considering adding the following sentence. Đấy, thêm câu này vô có hợp lý không? Successful communication is essential if a designer's ideas is to become a reality. Tức là giao tiếp là rất cần thiết nếu mà muốn hiện thực hóa một cái ý tưởng của nhà thiết kế. Nhìn câu số 37 nha. Câu 36 người ta nói là cho dù mà mấy em có những cái ý tưởng về cái game rồi đó, nhưng mà cũng sẽ không có làm được nó nếu mà mấy em không giao tiếp được với những thành viên khác trong cái nhóm của mấy em. Và câu 37 nè, một cái nhà thiết kế game đó, sẽ phải ghi chép lại rất nhiều giấy tờ đó, và sẽ phải giải thích ý tưởng một cách thật là rõ ràng để mà đảm bảo rằng những cái nhà lập trình, họa sĩ trong nhóm thì đều nhìn chung, không có tầm nhìn chung với nhau. Thì mấy anh thấy thế nào? Mình thêm cái ý hồi nãy vô được không? Cái ý là phải giỏi giao tiếp thì mới biến cái ý tưởng nghe thành hiện thực được. Thế nào mấy anh? Nó đã bị trùng lặp rồi. Ý đó được nói ở phần trên rồi, bây giờ nói lại nó bị trùng lặp ra, mình thống nhất với nhau sẽ không thêm cái đó vào. Còn lý do thế nào thì mình sẽ nhìn dưới đây. No, oxy nha. No, because it distracts from the focus of a paragraph by introducing irrelevant material. Cái nó đưa ra một cái thông tin không liên quan. Cái này không phải là không liên quan, mà là có liên quan nhưng mà đã bị trùng lặp rồi, làm ta chọn body. It merely reformulates, nhắc lại the thought expressed in the preceding sentence, cái ý mà nó có trong câu này trước đó. Mình xem câu số 38. Which choice results in a sentence that best supports the point developed in this paragraph? Cái là
ông nào đưa ra một cái câu mà nó gọi là giống như dạng câu chủ đề á, để mà let's suppose the point, okay. Câu nào nó sẽ tạo thành một cái câu để mà cung cấp cái dẫn chứng, cái luận cứ cho cái luận điểm đưa ra trong cái bài này. Ta xem nha, câu số 38. Đó là cái ý là phải giải thích suy nghĩ mình thật là rõ ràng để mà người khác có thể hiểu được mình. Mình dọn copy được không? Phải có một cái óc tưởng tượng phong phú. Vivid imagination, óc tưởng tượng phong phú. Hay câu C được không? Nói về động lực làm việc. Hay câu D, học cách chấp nhận những cái lời chỉ trích. Chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy là chỉ có cái phần nói về trình bày giải thích ý tưởng của mình thật là rõ ràng cho người khác hiểu là nó mới đi chung với cái đại ý của cái bạn này thôi. Chứ đoạn này đâu có bàn về động lực làm việc hay là chỉ trích hay là óc tưởng tượng gì đó. Đúng không? Thành ra là mình sẽ chọn giữ nguyên câu A nhé. Câu 39 lại là một câu hỏi về trạng từ liên kết. Ta sẽ phải đọc hai cái câu mà nó được dùng để nó liên kết lại. Câu ở trên thì nói là phải có cái khả năng giải thích để cho người khác hiểu ý mình. Câu 39, những ai mà đang tính tham gia vào cái ngành công nghiệp thiết kế game này thì phải là một cái người có kỹ năng viết và nói. Nếu mà nói như thế thì mình sẽ chọn cái trạng từ nào với em? Likewise được không? Hay là nevertheless, consequently, hay là however với em? Chúng ta thấy là cái câu số 39 nó là một cái hệ quả, đúng không? Do cái ngành này đòi hỏi mấy em sẽ phải biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình thật rõ ràng. Thành ra chúng ta chỉ nên tham gia khi chúng ta có những cái kỹ năng của người viết và người nói tốt thôi, đúng không? Nói về hệ quả thì chúng ta sẽ dùng consequently. Câu số 40, biết thế nào thì đúng. Nhìn cũng rất giống nhau. Chúng ta xem nhé. Bất cứ ai muốn trở thành người thiết kế game phải là người viết, người nói có kỹ năng. Viết như thế này được không em? Nhìn vào cái chữ này nè, anyone là số ít, đúng không? Làm sao ở đây mà dùng writer với speaker rất nhiều được hả? Vấn đề nằm ở đó, chúng ta sẽ đi kiếm các diễn đàn nào ở dạng số ít thôi. Nhìn qua chúng ta thấy là chỉ có câu B ha, a skilled writer nên speaker số ít, còn lại số nhiều hết. Chúng ta chọn được mỗi câu của B thôi. Câu tiếp theo, bắt đầu công việc thì mình biết thế nào? In fact, many designers initially begin their pursuits as programmers. Pursuit là cái sự mưu cầu. Sự mưu cầu. Viết như vậy được không?
start to begin their work cũng không có sai nhé. Nhưng mà đã start còn begin nó hơi bị lủng củng, thừa. Initiate their profession và begin their careers, thật sự mình chỉ cần nói begin their careers thôi được rồi. Những cái diễn đạt trên á nó bị dài dòng đó, nó phức tạp một cách không đáng có. Ok, mình chọn câu đi tiếp theo. À, mình chọn tính từ thế nào cho nó phù hợp nhất. Mình có câu số 42 nhé. Courses in psychology and human behavior may help you develop empathic collaboration skills. Kỹ năng phối hợp, kỹ năng làm việc nhóm đó. Empathic là được nhấn mạnh đó. Mang tính nhấn mạnh. Paramount là cái gì đó rất là to lớn, to lớn hết nút. Imminent là một cái gì đó mang chất là xuất sắc, kiệt xuất. Important là quan trọng. Thì tính từ nào phù hợp với em? Những tính từ kia thì nó không quá có ăn nhập, hoặc là nó phóng đại quá mức, đúng không? Cái từ important nghe thấy nó bình thường nhưng mà nó lại phù hợp với em. Anh chưa hỏi lúc nào mình cũng nói cho nó thật phóng đại lên, nó sẽ phản tác dụng. Phản tác dụng ha. Rồi, mình xem câu số 43 xem là cái gì. Lại là một câu viết lại xem có tốt hơn không. The choice of being here or being design. Rồi, chúng ta xem câu 43 nè. Although demanding and deadline driven, tức là mặc dù là nó đòi hỏi rất nhiều và nó có rất là nhiều cái hạn chót, deadline là hạn chót mà chúng ta phải tuân theo, thì cái thiết kế game nó có thể là một lĩnh vực hấp dẫn và mang lại nhiều phần thưởng cho những ai thích chơi game. Rồi, không có dịch phía sau, mình dịch phút này thôi. Có lẽ như vậy được không? Ta thấy nè, ở đây á, chứ ô tô nè, demanding, người ta rút gọn cái mệnh đề này còn lại bất định thôi, tức là nó có một cái chủ ngữ. Chủ ngữ giả thường là xài chung chủ ngữ với lại cái mệnh đề chính. Thì chúng ta sẽ rút gọn như vậy. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là đặt cái video game design làm chủ ngữ trong cái câu although thế này nè, có được không? Chúng ta thử nha. Although video game design demand is demanding and deadline driven. Có được không? Hợp lý đúng không? Rồi chúng ta xem những cái lựa chọn khác thôi. Chúng ta đặt cái the choice of video game design làm chủ ngữ được không? Nếu mà sự lựa chọn thì làm sao mà mình nói là sự lựa chọn demanding, tức là nhiều yêu cầu. Sự lựa chọn nhiều hạn chót thì nó không có phù hợp đúng không? Oxy có chữ vuông nữa, thôi bỏ qua. Còn bỏ đi nè. Choosing to design video games. Thì nó cũng giống như the choice á. Lựa chọn thiết kế game. Nó sẽ không có, nó không có đi với cái phần bổ ngữ demanding nữa. Demanding and deadline driven. Chỉ có mỗi cái danh từ, cái cụm danh từ video game design có thể ráp vào đây. Đó, để mà đi với cái phần bổ ngữ này. Thành ra mình sẽ chọn là giữ nguyên nha mấy em. Rồi, mình sang câu 44.
to make this paragraph most logical, sentence 5 should be, để mà làm cho đoạn văn này nó hợp lý, thì câu số 5 để ở đâu? À, gọi để nguyên giờ ở vị trí câu số 5. Could be placed before sentence 1, đặt trước câu số 1, tức là nó nằm ở vị trí thấp của sentence đó, vị trí câu chủ đề. Hay là after sentence 3, sau câu số 3, hoặc là bỏ luôn. Nó xem lại câu số 5 coi người ta ghi cái gì đây. A designer also needs careful educational preparation, tức là cần phải có cái học vấn thích hợp đầy đủ. Và chúng ta đọc từ đầu nhé, từ đầu. Câu số 1 là a basic understanding of computer programming is essential, tức là nói đến cái kiến thức lập trình. Câu số 2, many design initially begin their pursuits as programmers. Vậy, đó là cái mà mình phát triển thêm từ cái ý là phải học lập trình. Câu số 3, considering taking some general computer science courses as well, tức là phải học thêm những cái môn về khoa học máy tính. Nhà khoa học máy tính nó không hẳn là lập trình nha, tại vì nó là một cái lĩnh vực rất là rộng mà nó có lập trình trong đó. Ngoài ra nó còn có những cái phần khác nữa, như là về phần cứng chẳng hạn đó, hoặc là về đồ họa chẳng hạn đó. Học thêm rồi. Câu số 4 là courses in psychology and human behavior may help you develop collaboration skills, tức là phải học về tâm lý học và hành vi con người nữa, ok, để mà giao tiếp được. Tới đây tiếp tục, courses in humanities, literature and film give you the background to develop effective narrative structures. Những cái khóa về nhân văn đó, như là về văn học, về phim ảnh, thì sẽ cho mình cái kỹ năng để mà kể chuyện. Thì nói tay mấy em có hình dung được chưa? Cái câu số 5 nè, nhà làm game cần phải có một cái sự chuẩn bị về học thức kỹ càng. Chúng ta để ở đâu nè? Chúng ta sẽ để ở ngay đầu đoạn văn luôn. Nó là câu chủ đề rồi. Sau đó mình phát triển ra, học là học thế nào, học là học về lập trình nè, học về khoa học máy tính nè, học về tâm lý, học về nhân văn nè, có được không? Thành ra là chúng ta sẽ chọn câu B nhé em, để trước câu số 1, place before sentence 1. Tới đây thì chúng ta đã hoàn thành phần language and writing của practice test 4. Chúng ta cũng đã trả lời tất cả những câu hỏi trong practice test 4. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong các chương trình tiếp theo.